có lúa là trung gian giúp người dân và doanh nghiệp mua bán lúa một cách nhanh chóng. Tuy nhiên thì cũng không có ít trường hợp là có lúa đã lợi dụng sự tin tưởng của doanh nghiệp để lừa đảo và sau đó là chiếm đoạt tài sản. Vâng, nhiều doanh nghiệp đã trở thành nạn nhân của các đối tượng này. Sau đây là ghi nhận tại tỉnh Hậu Giang. Nguyễn Minh Triều, Lê Văn Vũ và Nguyễn Văn Úc chuyên nghề cò lúa ở tỉnh Hậu Giang. Tháng 6 năm 2021, cả ba ký hợp đồng thu mua một lượng lớn lúa của nông dân với một công ty lương thực ở thành phố Cần Thơ. Sau khi nhận cọc 580 triệu đồng, chia nhau tiêu xài, không giao lúa. Các đối tượng nó câu kết với nhau, có nghĩa là nó dàn ra một cảnh để mà nó dẫn dụ cái người mua lúa. Có nghĩa là sắp xếp là người nào là người dẫn cò, người nào là người đóng vai là người địa phương, để mà trực tiếp chỉ ra những cánh đồng mà nó nói là nó đã bao tiêu mua rồi để cho bị hại tin, hợp đồng đặt cọc để giao tiền. Nhóm đối tượng này còn làm giả hợp đồng mua bán lúa với nông dân. Tin tưởng vào những hợp đồng này, nhiều doanh nghiệp đã cho ứng trước tiền. Đến thời điểm bị công an tỉnh Hậu Giang khởi tố, cả ba đã chiếm đoạt khoảng 5 tỷ đồng. Thương lái mua lúa nên kiểm tra lại những thông tin một vài hộ trên cái cánh đồng mình mua, và kiểm tra thông qua cái là trưởng ấp hoặc là hội nông dân để mà xác định những cánh đồng mình mua đó đã bán được cho cái cò mình đã ký kết hợp đồng, để mà tránh trường hợp là bị mà lừa đảo. Hiện công an tỉnh Hậu Giang đang phối hợp cùng công an một số tỉnh thành phố củng cố hồ sơ xử lý các cò lúa có hành vi lừa đảo.